trưởng ban chuyên án 5 cam, tướng thành và những chuyện ít ai biết. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh OV Đại Bàng. Ở phần trước chúng tôi đã cho bạn biết tướng Nguyễn Việt Thành bị quay thế nào khi phá xong vụ án 5 cam, cũng như những ngày được chuyển ra làm phó ban phòng chống tham nhũng. Thì trong video sau đây, hãy cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu về các câu chuyện ít người viết về người từng bắt chùm xã hội đen 5 cam này. Tình đầu chưa thắm đã vội phai Gặp chúng tôi, ông Tư Bốn, Trung tướng Nguyễn Việt Thành kể nhiều về những kỷ niệm thời kháng chiến khi ông cùng đồng đội được nhân dân đùm bọc, che chở. Ông bảo rằng đặc thù của miền sông nước, kênh rạch trăng trịt và lòng dân chính là lá chắn thép. Chuyện tình của Trung tướng Tư Bốn với người con gái đất Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cũng bắt đầu từ những ngày nằm gai nếm mật, trải qua những bể dâu thăng trầm của cuộc đời. Cả hai ông bà nghiệm ra một điều, vợ chồng là duyên số, sắp đặt của số phận. Đã mấy chục năm trôi qua, tướng Tư Bốn vẫn vẹn nguyên ký ức một thời hoa lửa yêu đương tuổi trẻ. Ngày đó, ông được cha và các anh trong gia đình dẫn vào con đường cách mạng từ rất sớm, vốn gan lì, chiến đấu dũng cảm. Nên tướng Tư Bốn được phong làm trưởng công an xã Thanh Bình, huyện Trợ Gạo khi mới 17, 18 tuổi. Nhắc lại chuyện cũ, ông tâm sự, trước khi gặp và cưới bà Phan Thị Chín, ông cũng thương một người con gái khác, bà tên Hoa, cũng là cùng xã Thanh Bình, bằng tuổi tướng Tư Bốn, cha của bà Hoa là Du Kích, bản thân bà cũng là y sĩ. Chuyện tình cảm của tướng Tư Bốn với bà Hoa khi ấy đều đã tiến đến giai đoạn chín mùi. Cha tướng Tư Bốn bận chuyện công tác nên việc nhà đều giao cho vợ quán xiến. Biết tâm tư của con trai nên bà cũng qua gặp gia đình bên kia thưa chuyện đặt trầu cao. Nếu không có biến cố thì cuối năm 1967 họ sẽ tổ chức đám cưới. Thế nhưng tình duyên của tướng Tư Bốn với Bảo Hoa lỡ dở, chỉ trước ngày hôn lễ đúng một tháng, một chuyện ngang trái đã xảy ra, đó là cha của Bảo Hoa lại bị chết vì đạn lạc trong một trận đánh do tướng Tư Bốn chỉ huy lần ấy có lệnh của cấp trên du kích xã đi đánh bốt địch trong danh sách những người thực hiện nhiệm vụ có 18 người và không có tên cha của bà Hoa tuy nhiên trong đêm chúng tôi đánh đồn thì cha của cô ấy lại xuất hiện bất ngờ lúc thấy cha của Hoa tiến lại đồn anh em hỏi ám hiệu thì cha của bà Hoa trả lời sai và súng đã nổ sau đó ông nhớ lại cũng vì chuyện cha vợ tương lai là kẻ hai mang mà tướng tư bốn và bà Hoa không thể đến với nhau bản thân ông và người con gái ấy cũng rất đau khổ và hối tiếc sau đó, người lính trẻ mang theo vết thương lòng về đầu quân cho tiểu đoàn 514 của tỉnh đội Mỹ Tho. Cũng từ đây, cờ duyên đưa ông gặp bà Chín ở đất Long Tiên. Về phía bà Chín, đường tình cũng lận đận không kém. Chị Năm, chị Bảy của bà Chín đều là cán bộ của tỉnh đội Mỹ Tho. Theo lời kể của bà Chín, có lần chị Năm về nhà chơi mà có dẫn theo một người lính trẻ, người này tên Khoa, quê ở Bắc Ninh, người hiền lành, dáng thư sinh lại hát rất hay những lần ông khoa lui lại nhà giữa bà chín và người đàn ông này đã có tình cảm với nhau nhưng rồi chiến trận nhiệm vụ đã khiến cho cả hai xa cách họ cũng đã dự định làm đám cưới với nhau tuy nhiên gần ngày cưới thì giặc đi càn nên kế hoạch phải hoãn lại mấy năm trời như thế cho đến một đêm ông khoa vượt sông về nhà thăm người thương lúc ấy bà chín mới biết người yêu mình được lệnh đi thực hiện nhiệm vụ tại campuchia sau câu nói đất nước giải phóng chúng mình sẽ cưới nhau anh sẽ đưa em về quê thăm mẹ ông khoa vội lên đường bà chín nhìn theo bóng dáng người quân hành dần khuất xa bà chín ở lại giữ lời thề hẹn ước nhưng chiến trường ác liệt nơi mà làn danh giữa sự sống và cái chết quá mong manh ngày hẹn trở về ấy đã không đến khi một chiều thu mưa tầm tã bà chín nhận được tin người lính trẻ hy sinh cái chết bất ngờ của ông khoa khiến cho cô thôn nữ đau khổ suy sụp Năm tháng trôi qua, bà Chín vẫn chưa nguôi ngoai về mối tình giang dở. Trong lòng người con gái ấy vẫn giữ những kỷ niệm ngọt ngào về người lính trận. Đó cũng là lý do nhiều năm sau ngày ông Khoa hy sinh, bà Chín vẫn chưa mở lòng với người đàn ông khác. Chỉ cho đến khi bà gặp được tướng Tư Bốn, cảm xúc yêu thương tưởng như hóa lạnh lại ùa về. Chuyện tình người lính Xã Long Tiên, quê hương bà Chín có địa thế hiểm trở nên được chọn làm căn cứ kháng chiến trong hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Từ sau Tết Mộ Thân năm 1968, tỉnh Mỹ Tho, nay là Tiền Giang, dân bị bình định trắng. Dù vậy, tỉnh đội Mỹ Tho, cơ quan đầu não chỉ đạo cuộc kháng chiến của tỉnh đã không tản cư lên biên giới như nhiều nơi khác mà trụ lại tại địa phương. Khi ấy, tướng Tư Bốn làm đại đội trưởng, đại đội vệ binh tỉnh đội Mỹ Tho. Ông cũng chính là người đã lựa chọn Long Tiên làm cứ địa cách mạng. Tướng Tư Bốn và bà Chín gặp nhau lần đầu khi ông về cơ sở trên tìm hiểu địa hình trước khi chuyển tỉnh đội về đóng quân. Ông còn nhớ, đó là rằm tháng 10 năm 1969, tướng Tư Bốn cùng với hai chiến sĩ khác về Long Tiên, khi ấy gia đình cụ hai chính là đầu mối thông tin liên lạc của cơ sở. Ông và bà Chín gặp nhưng cũng chỉ cười, gật đầu chào nhau. Ban ngày ông lui vào rừng, bà Chín thì đi may đồ ở phố huyện. Như lời kể của tướng Tư Bốn thì ông và đồng đội đã lưu lại nhà cụ hai tám đêm. Đêm nào cũng được cụ hai mời ăn chè do cô con gái út, tức là bà Chín của cụ nấu. Ông Tư Bốn vốn thích ăn đồ ngọt nên đó cũng là ấn tượng sâu đậm nhất của ông về bà Chín lúc ấy. Tháng 1 năm 1970, tỉnh đội Mỹ Tho chính thức được chuyển về Long Tiên. Từ đó, nơi đây liên tục bao vây cản quét và diễn ra những cuộc so găng quyết liệt giữa các đơn vị bảo vệ tỉnh đội Mỹ Tho và quân đội Mỹ và Sài Gòn. Gia đình cụ hai sống ở ngay cái rốn của bom đạn, nhưng cụ hai lại không đưa gia đình đi tản cư ra cai lệ như nhiều gia đình khác. Cụ dựng hai căn nhà, một ở vùng dịch đóng quân, một ở trong vùng giải phóng. Khi tiếng súng yên, gia đình cụ sống trong vùng giải phóng. Khi giặc đi càn, họ lại chuyển ra vùng địch. Mục đích chính của cụ là bám địa bàn để phục vụ kháng chiến, phục vụ cách mạng. Từ đó, việc qua lại giữa ông Tư Bốn với gia đình cụ Hai thường xuyên hơn. Đặc biệt, cụ Hai rất quý mến tướng Tư Bốn vì sự gan dạ ngoan cường và đánh trận giỏi. Ông Tư Bốn còn nhớ, mỗi lần cụ Hai có miếng ngon đều kêu bà Chín qua gọi ông sang ăn cùng. Như lời tâm sự của tướng Tư Bốn, khi ấy giữa ông với bà Chín vẫn chưa có tình ý gì với nhau ngoài việc ông cảm phục sự dũng cảm, kiên cường của người con gái này. Ông Tư Bốn cho biết công việc khó khăn và nguy hiểm nhất mà bà Chín phải đảm nhận là đi chợ cai lậy để mua thuốc Tây, thuốc sát trùng, dịch truyền, bông băng để về chữa trị cho thương binh. Đối phương ở chi khu cai lệ thừa biết chuyện người dân trong căn cứ Long Tiên ra chợ cai lệ mua thuốc Tây về cứu chữa thương binh. Họ tổ chức đón lõng, kiểm tra, lùng bắt quanh các nhà thuốc ở Cai Lệ lúc đó luôn có mật vụ theo dõi người dân từ Long Tiên ra. Nhiều người không may xa vào tay giặc, bị đánh đập, tra tấn, tù đầy. Nhờ khéo léo, mưu trí, bà Chín đã không ít lần thoát hiểm. Có một điều mà ông Tư Bốn không thể nào lý giải được, đó là ông bị nghiện món chè do bà Chín nấu. Từ khi đó, ông ăn chè của ai cũng thấy nhạt mồm nhạt miệng, không ngon bằng của con gái cụ hai. Có lẽ chúng tôi thương nhau cũng từ món chè đường có hương vị rất ngọt của bà ấy. Ông tiếu táo. Những trận đánh quyết liệt ở Long Tiên, tướng Tư Bốn đã 7 lần bị thương nặng, chỉ có sự may mắn đã giúp ông sống sót và trong một lần giữa sự sống và cái chết, người lính trẻ đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Tướng Tư Bốn còn nhớ, lần đó là vào giữa năm 1971, đại đội vệ binh bảo vệ tỉnh đội Mỹ Tho của ông có trận chống càn khốc liệt, kéo dài, các chiến sĩ giải phóng chịu nhiều thương vong. Vào cuối cuộc chống càn, ông Tư Bốn bị đạn bắn xuyên bắp chân, ông được đưa về trạm cứu thương giã chiến thế nhưng ngay sau khi ông được phẫu thuật xong thì trạm bị pháo bắn phá lúc này ông cùng hai người lính bị thương khác bo ra khỏi tuyến lửa ông tỉnh lại thì thấy đã nằm trong nhà cụ hai lúc đó tướng tư 4 mới được nghe kể lại khi thấy bớt tiếng pháo bà chín cùng với mọi người đã vào căn cứ để cứu thương binh bà chín phát hiện ra ông nằm bên con mương nhỏ rồi cõng đưa về nhà ông tư 4 nằm dưỡng thương tại nhà cụ hai hơn một tháng thời gian đó tôi được bà ấy trực tiếp chăm sóc Chính những cử chỉ ân cần chăm sóc của bà ấy đã khiến cho tôi cảm động, đó là chưa kể những lần vì tôi mà chín gặp nguy hiểm khi cất giấu thương binh trong nhà. Ông tư nhớ lại lần bà chín đào một hầm nhỏ ở chuồng bò cho ông ẩn nấp. Không chỉ có ông Tư Bốn mà bà Chín cũng thấy xốn sang lạ thường. Như lời tâm sự của bà thì ngay đó hoàn cảnh rất khó khăn thiếu thốn, lính bị thương, thiếu thuốc kháng sinh, thuốc gây tê nên chỉ dùng cồn để rửa vết thương, sau đó bôi mật ong rừng lên bên trên. Trong trường hợp tương tự, nhiều thương binh đã từng kêu la rất dữ vì đau đớn, nhưng ông ấy chỉ cắn răng chịu đựng, không một tiếng rên la. Bà Chín nhớ lại rung động lần đầu. Từ đó hai người hay trò chuyện, tâm sự, tình cảm cứ thế nảy nở. Ông Tư Bốn còn nhớ, lần đó bị thương không hiểu sao, ông lại thèm đường thỏi. Loại đường này chỉ có ở phố huyện, cách căn cứ cả 30 km. Nhưng biết ông Tư Bốn thích ăn món này, thỉnh thoảng bà Chín lại vượt qua phòng tuyến của địch để đi mua về cho ông bằng được. Ông kể, khi vết thương lành, tôi vẫn nghiền món này, thế nên đi đánh trận cũng dắt theo hai túi đường bên hông. Ông Tư Bốn và bà Chín khi đó, trong lòng như đã, mặt ngoài còn e. Bà Chín luôn đợi câu nói ngỏ lời trước của người lính trận, nhưng bà càng chờ đợi, ông lại càng lặng thinh. Như lời tâm sự của tướng Tư Bốn, bản thân ông cũng hiểu hết những tâm tư suy nghĩ của bà Chín. Ông cũng khổ sở lắm khi không thể bày tỏ nỗi lòng của mình ra được. Bởi ông Tư Bốn lo sợ một điều, đó là nếu một ngày ông hy sinh giống như ông Khoa ngày đó, thì cuộc sống của bà Chín sẽ ra sao? Để cho người mình yêu đau khổ, điều ấy với ông còn ghê gớm hơn cả cái chết. Đêm động phòng lỡ dở Đến cuối năm 1971, cũng sau một trận chống cản thắng lợi, tướng Tư Bốn và cô con gái út của cụ Hai đã được gia đình và đơn vị thống nhất cho tổ chức lễ cưới vào đúng ngày Tết năm 1972. Chúng tôi cứ ngỡ đám cưới của vợ chồng người lính trận trong chiến khu rất đơn giản, chỉ có bánh kẹo, thuốc lá, nước trà. Thế nhưng tướng Tư Bốn cho biết đám cưới của họ thuộc loại to nhất vùng, làm đến ba con heo, đãi mấy trăm khách uống rượu cả đêm. Ngoài ra còn có cả đoàn văn công quân khu về hát phục vụ bà con trong cứ. Nói vậy mọi chuyện cũng diễn ra không hề suôn sẻ thuận lợi. Như lời tâm sự của ông Tư Bốn, ban đầu gia đình hai bên và đơn vị của ông dự định làm đám cưới đúng vào dịp Tết vì theo thông lệ cả hai phía trong cuộc chiến đều ngấm ngầm với nhau đình chiến để ăn Tết nên làm đám cưới lúc đó không sợ nguy hiểm. Tuy nhiên, ngày trước Tết, đối phương lại bất ngờ đổ quân, đóng đồn, ngày ngã ba lòng tiền, chỉ cách nhà bà Chín chưa tới 1 km. Gia đình hai bên và đơn vị của ông Tư Bốn chưa hiểu đối phương toàn tính chuyện gì, nên tạm thời phải rời ngày cưới lại để nghe ngóng tình hình. Lúc đó, đồ làm đám cưới gia đình hai bên đều đã chuẩn bị đầy đủ. Bản thân bà Chín cũng tự tay nuôi mấy con heo và cả mấy con vịt dự định để làm tiệc cưới và ăn Tết luôn. Cuối cùng bà ấy phải mang hết heo vào vịt ra chợ bán. Đám cưới chúng tôi tưởng chừng bị hoãn lại vô thời hạn. Tuy nhiên, đúng 2 tháng sau, mặc cho đồn bốt vẫn án ngữ tại ngã ba Long Tiên, đám cưới của vợ chồng tôi vẫn diễn ra. Ông Tư Bốn kể tiếp. Gia đình ông Tư Bốn từ xã Thanh Bình, huyện Trợ Gạo cũng lên căn cứ dự đám cưới đầy đủ. Sau khi vượt qua sự kiểm soát ngặt nghèo của đối phương, bà con lối xóm, họ hàng, nhà gái và cả đơn vị đại đội vệ binh của ông Tư Bốn đều được mời tới dự lễ cưới. Dạp đám cưới được làm bằng tàu dừa, lá chuối, ngày trước sân nhà. Bà con hai họ quan khách đến chung vui uống rượu, được nhiều phen hú vía vì đạn pháo bắn từ đồn địch vào. Sau đó là máy bay ném bom quân thảo trên bầu trời. Mỗi lần như thế, mọi người lại vội chui xuống hầm, tránh bom đạn. Bà Chín cho biết, có quả đạn pháo nổ cách dạp cưới chưa đầy 10 mét, nhưng may mắn là không có ai thương vong. Cho tới gần sáng thì giặc bất ngờ đổ bộ tấn công vào căn cứ Long Tiên khi mà hai vợ chồng trẻ chưa kịp động phòng tướng Tư Bốn đã phải vác súng đi chống càn. Trong khi đó, quan khách nhanh chóng thu dọn hiện trường, đám cưới và rời khỏi tuyến lửa. Khi giặc đi càn, tôi theo ông ấy vào, cứ được 3 ngày thì lại ra vùng dịch tạm chiến để còn làm nhiệm vụ tiếp tế cho đơn vị của ông ấy. Về phần cha mẹ tôi, cũng bị bọn chúng bắt hết lên đồn để tra khảo về việc nhà tụ tập đông người, bà Chín nhớ lại. Theo bà Chín, ngày đó, hai vợ chồng bà thống nhất hẹn nhau ở ngoài cánh đồng. Ông Tư Bốn cần gì thì viết vào một mảnh giấy nhỏ để vào ống bơ. Bà Chín đọc được thư, lại đi mua đồ theo lời căn dặn của chồng, rồi mang ra để lại chỗ hẹn. Thế nên dù mới cưới nên vợ chồng chúng tôi rất ít khi có cơ hội gần gũi nhau. Đó cũng là lý do mà hơn 2 năm sau tôi mới có bầu và sinh con trai đầu lòng. Còn về phần chồng tôi, chỉ sau đám cưới đúng nửa tháng, ông ấy lại bị thương do bị đạn bắn trúng ngay sau lưng, sượt sát cuộc sống. Bà kể tiếp chồng. Lần này, bà Chín phải đón xe đò đi tận Sài Gòn để tìm mua những loại thuốc đặc trị về cứu chữa chồng. Sau hai tháng chữa trị, khi tự đi lại được, ông Tư Bốn lao vào khói lửa bom đạn. Về sau, vợ chồng tướng Tư Bốn càng khó có điều kiện gặp nhau khi mà một phần xã Long Tiên đã bị giặc Bình Định, trong đó có khu vực gia đình bà Chín sinh sống. Trên đây là phần 2 về trưởng ban chuyên án 5 cam, tướng thành và những chuyện ít ai biết. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các clip tiếp theo.